Mở đầu chương trình, Hà Trinh và Quốc Thái xin mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Bạn Có Biết. Ở chuyên mục này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thông tin về ngã sáu Phù Đổng. Ngã sáu Phù Đổng nằm một trong bốn những ngã sáu lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh trước năm 1975. Và bốn ngã sáu đó nhắc đến là sẽ biết ngay, đó là ngã sáu Sài Gòn, nay là ngã sáu Phù Đổng, tiếp theo là ngã sáu Cộng Hòa. Ngã sáu này hiện nay thì nằm ở gần trường Lê Hồng Phong, và ngã sáu Chợ Lớn, nay là ngã sáu An Dương Vương, có tượng An Dương Vương. Cuối cùng là ngã sáu Lê Văn Duyệt, nay là ngã sáu Dân Chủ. Và ngã sáu Phù Đổng không chỉ là mùng binh rất là lớn và là đầu mối giao thông quan trọng của Sài Gòn xưa. Hà Trinh biết không, khi mà hồi xưa Sài Gòn và Chợ Lớn còn tách bạch với nhau thì cái con đường Nguyễn Trãi là con đường duy nhất, con đường bộ duy nhất nối từ Sài Gòn đến Chợ Lớn. Có lẽ là do nằm lệch về phía Sài Gòn lại là một cái vùng nối rất là quan trọng trong cái phần giao thông của thành phố, nên người dân ở đây vẫn thường gọi ngã sáu này là ngã sáu Sài Gòn. Ngoài cái tên ngã sáu Sài Gòn, ngã sáu Phù Đổng thì cây bùng binh này còn có một tên gọi khác, đó là ngã sáu Gia Long. Thực ra có tên gọi là Gia Long bởi vì gần cái ngã sáu này có cái dinh Gia Long. Dinh này nay là Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1885. Dinh có tên gọi là dinh Thống đốc, hay còn gọi là dinh Phó soái, bởi vì đây là tư dinh của Thống đốc Nam Kỳ thời bấy giờ. Và con đường Lý Tự Trọng là một trong những con đường của bùng binh này. Trước năm 1975 còn có tên là Gia Long. Có một cái dấu ấn về ngã sáu Phù Đổng, đó chính là khu phố ẩm thực thành phố Hồ Chí Minh nằm ở gần chợ Bến Thành ngày nay. Và ngày xưa thì ở thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn xưa có rất là ít phố ẩm thực, thực ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Có thể kể đến những cái phố rất là nổi tiếng như là ở vùng Chợ Lớn thì có khu Đèn Năm Ngọn, La Cai, còn ở khu trung tâm Sài Gòn xưa, thành phố Hồ Chí Minh thì có khu Chợ Cũ, khu Ngã Tư Quốc Tế, nay là phố Tây Bùi Viện, và khu Tân Định, khu Đa Cao, khu Bà Chiểu, cũng như khu ngã sáu Phù Đổng. Cái tên ngã sáu Phù Đổng này thì ai cũng biết là do ở chính giữa bùng binh có cái bức tượng Phù Đổng Thiên Dương. Bức tượng này thì được xây vào sau năm 1954. Pho tượng này nằm trong chùm các pho tượng đã được xây dựng để đặt tại các nút giao thông quan trọng trong thành phố. Và đến hiện nay thì những pho tượng như là Phù Đổng Thiên Vương hoặc là tượng của các anh hùng dân tộc khác đều đồng hành cùng với nhịp sống hiện đại của thành phố chúng ta.